Đây là một bữa trưa và quần áo ấm miễn phí được Hội Kết Đoàn, một nhóm hoạt động từ thiện do các bạn trẻ gốc Việt lập ra tại ngoại ô thủ đô Washington DC tổ chức. Tới với những chương trình như thế này, những người kém may mắn và người vô gia cư được thưởng thức một bữa cơm miễn phí, nhận quần áo ấm và cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt của các tình nguyện viên. Những chương trình như thế này đang ngày càng thu hút đông đảo các bạn trẻ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ tham gia. Ngoài đó, ngoài kia cũng rất là nhiều người thiếu thốn và họ không có gia đình, họ những cái cuộc sống rất là vất vả. Thì em thích cái event này là tại vì em ra đây, em giúp được người ta, em mang cái nụ cười đến vào ngày lễ cho những người thiếu thốn, những người họ bất hạnh tí. Em nghe được mọi người nói cũng ủng hộ những cái chương trình này và cũng cảm thấy như kiểu là cộng đồng người Việt Nam mình ấy, lứa tuổi từ nhỏ đến lớn đến người có tuổi, ai cũng gọi là rất là thích cái này, cảm thấy là rất là tự hào đây là một cái chương trình của những người Việt Nam ở đây mà không thể giúp người châu Á không ở trong cộng đồng không mà có thể giúp được những người trong cộng đồng bên Mỹ nói chung. Còn tại những ngôi trường Việt ngữ mở cửa vào mỗi cuối tuần như thế này, các bạn trẻ cũng đang là những người đóng vai trò quyết định trong việc tìm ra hướng đi, thu hút nhiều hơn các em học sinh thuộc thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của cộng đồng người Việt tới tham gia học không chỉ tiếng Việt mà còn học cả về lịch sử và văn hóa truyền thống của dân tộc. Những công việc này được các bạn tham gia hoàn toàn tình nguyện với mong muốn đem những gì tốt đẹp nhất trong truyền thống của người Việt truyền lại cho các thế hệ tiếp theo trên đất Mỹ. Chúng ta phải thực tế là theo thời gian thì cái vấn đề hiểu, đọc, viết tiếng Việt sẽ không có được như những năm về trước nữa. Các thế hệ về sau nó sẽ càng yếu đi. Do đó trường Việt ngữ Thăng Long, mục đích chính của trường Việt ngữ Thăng Long là muốn giúp cho những thế hệ sau có một trái tim Việt Nam. Tức là một cái tâm hồn người Việt Nam. Thì cho dù các em không rành tiếng Việt, cho dù các em không hiểu biết nhiều như những trẻ em ở Việt Nam, nhưng nếu các em có một tâm hồn Việt Nam, một trái tim Việt Nam thì các em vẫn hướng về cội nguồn. Trên khắp các con đường ở ngoại ô thủ đô Washington nước Mỹ vào mỗi buổi trưa, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những bạn trẻ người Việt tới những tiệm thực phẩm để nhận và giao những bữa cơm miễn phí tới tận nhà người già neo đơn. Sống không chỉ cho mình mà còn cho cả cộng đồng, đóng góp khả năng và công sức cho những hoạt động từ thiện, cho những người kém may mắn và ý thức rõ ràng về nguồn gốc, về văn hóa truyền thống là những điều mà lớp người cao tuổi đang nhận thấy trong thế hệ trẻ gốc Việt trên đất Mỹ hôm nay.